gắn kết từ những ngày đầu tiên, bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hãy gọi 1-800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Thấu hiểu nỗi đau của rừng, lắng nghe tiếng kêu của đất, gìn giữ và xây dựng tương lai ngay từ hôm nay. Bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế, đảm bảo cho thế hệ mai sau một nền tảng phát triển vững bền. Hãy gọi 1-800-1515 để mua ống kẽm đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng. Ống kẽm Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Vụ nó sao rồi? Chưa ông ơi, nén nóng miền Trung hén lòm cái chi cũng mềm ra hết. Biệt chỗ ni á, hén xì chỗ nớ. Tôi thì hoàn cảnh hơn, cái rét miền Bắc khiến cái gì cũng co rút lại. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Đúng thật không? Ống nhựa PVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đạt chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại miền Trung. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Ống kẽm Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Với 14 trang đua trải dọc theo chiều dài của đất nước, với sự cạnh tranh quyết liệt gay cấn cùng sự trải nghiệm thú vị trên mỗi cung đường, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2007 đã tìm ra những cua rờ xuất sắc nhất cho các danh hiệu. Gala giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2007, lễ bế mạc và trao giải được truyền hình trực tiếp từ Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ 16 giờ ngày 17 tháng 9 trên VTV6. Chặng đua thứ 12 của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 đã diễn ra vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ dành cho tay đua có kỹ năng leo đèo xuất sắc nhất của giải đấu đã được xác định. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình nhật ký giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 và những diễn biến từ chặng đua thứ 12 sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Trước chặng 12, ban tổ chức đã làm lễ xuất phát và trao giải cho các danh hiệu của chặng 11. Lúc này, áo vàng, áo chấm đỏ, áo trắng và giải đồng đội vẫn là những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Trong đó đáng chú ý nhất là cuộc đua giành áo vàng chung cuộc do Loic Destriac của ByLife VDC mặc. Giới chuyên môn nhận định, nếu giữ được phong độ, Loic có thể kết thúc cuộc đua này ngay sau chặng 12. Tuy nhiên, bước ngoặt đã diễn ra theo cách ít ai ngờ tới. Cách đỉnh đèo Giang Ly vài trăm mét, xe của Loic đã bị đứt mất nhiều thời tích, khiến anh mất đích. Đây là tài liệu khiến anh mất nhiều thời gian để khắc phục số. Tay đua này sau đó chỉ Perez và Nguyễn Trường Thài cũng chỉ kém khoảng cách này lần lượt là 11 giây và 1 phút 12 giây. Khó khăn càng lớn hơn khi đội đua của Hàn Quốc chỉ còn 2 người thi đấu ở chặng tới. Sau chặng 12 cũng đã xác định xong chiếc áo chấm đỏ thuộc về vua leo đèo Junrey Navara với 63 điểm tổng, trong đó 30 điểm khi chiến thắng ở đèo Khánh Lê. Một bất ngờ là anh Văn Hội Việt Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy vị trí dẫn đầu đồng đội với khoảng cách gần 11 phút so với đội xếp thứ hai Dược Domesco Đồng Tháp. Áo trắng cũng bất ngờ được chuyển sang tay Ngô Văn Phương của Hà Nội. Ngày mai giải sẽ tiếp tục với chặng 13 từ Đà Lạt đi thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, dài 115 km. Chặng đua thứ 12 là chặng đua đường đèo khó khăn nhất và cũng là chặng đua đường đèo cuối cùng tại giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm nay. Vượt qua hai ngọn đèo khó khăn, trong đó có ngọn đèo dài nhất Việt Nam hiện nay, đó là đèo Khánh Lê. Tay đua Navara của Philippines đã là người giành chiếc áo chấm đỏ và anh đã giữ được danh hiệu này suốt từ chặng đua thứ 7. Đèo Khánh Lê cao 1.500m, dài 33 km, được xem là nơi quyết định chủ nhân chiếc áo chấm đỏ của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm nay. Trước chặng 12, Junrey Navara của đội CCN đang tạm giữ chiếc áo chấm đỏ với khoảng cách 9 điểm so với người xếp thứ hai Loic Destriac. Và ở chặng đua này, Navara một lần nữa cho thấy kỹ năng leo đèo tuyệt hảo của mình khi anh nhanh chóng vươn lên dẫn đầu với tốc độ trên đèo lên đến 30 km/h, bỏ xa các vận động viên còn lại để rồi dễ dàng cán đích đầu tiên để giành 30 điểm thưởng và đoạt chiếc áo chấm đỏ của giải. Dù không có đồng đội hỗ trợ như các vận động viên đèo khác, nhưng đèo anh cũng mạnh dạn tách toán ra đi, tạo một khoảng cách khá an toàn.
Dù cái nhóm rất mạnh rượt đuổi phía sau nhưng mà cũng không kịp khi tại đỉnh đèo Khánh Lê. Anh đã giành chiến thắng tại đèo Khánh Lê rất là xứng đáng. Navarra được đánh giá là vận động viên leo đèo tài năng nhất ở giải năm nay. Khả năng của anh cũng đã được thừa nhận ở cả khu vực châu Á lẫn châu Âu, nên tay đua 25 tuổi này thi đấu rất tự tin và chiếm thế chủ động hoàn toàn trên đèo Khánh Lê. Tôi biết khả năng của mình, nên khi đến đèo, tôi đã chủ động tấn công. Khi đã bỏ xa các đối thủ, tôi không còn quan tâm đến độ cao của con đèo nữa, vì tôi biết mình sẽ giữ được vị trí dẫn đầu. Đây là một giải thưởng rất có ý nghĩa đối với tôi. Đó sẽ là động lực để tôi thi đấu thành công hơn nữa trong tương lai. Thêm một giải đấu thành công, thêm một chiến thắng ấn tượng, tô điểm cho tài năng của Junre Navarra. Xin chúc mừng vua leo đèo của giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017. My name is John the Philippines, King of the Mountain. Hello. Trong các trận đua leo đèo tại giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen, sự gay cấn và quyết liệt là điều không hề thiếu. Bởi tại giải đấu năm nay đều tập trung những gương mặt leo đèo xuất sắc nhất tại các đội trong nước cũng như các đội quốc tế. Một trong những gương mặt nổi bật chính là Lê Ngọc Sơn của đội Hạt Ngọc Trời, tay đua được mệnh danh là vua leo đèo tại Việt Nam. Sinh năm 1991 với dáng người nhỏ, nhưng trong nhiều cuộc đua xe đạp cấp quốc gia, cứ leo đèo và đèo càng cao, thì tay đua này hầu hết đều cán đích đầu tiên với thành tích 5 năm giành áo đỏ vua leo núi. Đó là Lê Ngọc Sơn của đội Hạt Ngọc Trời. Lê Ngọc Sơn là đội trưởng của đội gạo Hạt Ngọc Trời. Trên đường đua là em có thể thay thế ban huấn luyện để chỉ đạo chiến thuật trên đường đua. Sau khi mà rời Yên xe đạp thì em Lê Ngọc Sơn sau này sinh hoạt rất là tốt, có thể lo cho đội, nhắc nhở các em trong tập luyện, kể cả trên đường đua thì anh Sơn xứng đáng với vai trò đội trưởng của đội xe đạp gạo Hạt Ngọc Trời. Không thể nhớ hết đã bao lần leo núi vượt đèo, nhưng có lẽ thử thách ở chặng 12 giải xe đạp quốc tế David Cup Tôn Hoa Sen năm nay là con đèo mạnh tại Lâm Đồng. Đèo mà là giúp em chiến thắng mà nhớ nhất đó là đèo Khánh Lê sáng nay vừa thi đấu, là 5 năm em giành áo đỏ cũng chính là nhờ cái đèo này. Nó rất ấn tượng với em là cái nó gọi là rất là dài, 29 km, thì em thì rất là thích leo những cái đoạn đèo dài, mình có thể buông hết sức và hết cái khả năng của mình vượt qua cái ý chí trên đường đua. Không những được trang bị đầy đủ những trang thiết bị tối tân, Ngọc Sơn còn hội tụ tất cả những tố chất như nhẹ cân, bắp chân thon nhỏ cùng với ý chí mạnh mẽ để trở thành một trong những vận động viên leo đèo tốt nhất Việt Nam. Hơn thế nữa, với quyết tâm bền bỉ, Lê Ngọc Sơn vẫn đang nỗ lực từng ngày để đóng góp cho thành công chung của xe đạp Việt Nam trong đấu trường khu vực. Hiện tại đang là vận động viên của đội tuyển Việt Nam, thì em cũng rất là quyết tâm và tập luyện thêm để trau dồi cái kỹ năng của mình và phát huy những cái sở trường khi thi đấu những cái nước bạn có những cái đoạn đèo dài và cao. Dù không thể chinh phục ngọn đèo dài và cao nhất Việt Nam, nhưng chắc chắn thử thách tại VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của Lê Ngọc Sơn. Với một chặng đua có nhiều con đèo cao như chặng đua thứ 12 của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017, thì chế độ dinh dưỡng của các vận động viên sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Ăn gì, uống gì hay ăn uống ở thời điểm nào sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những cú leo đèo hay đổ dốc của các vận động viên. Trước mỗi chặng đua, các vận động viên thường phải nạp đầy đủ năng lượng để chinh phục một chặng đua dài. Chính vì vậy, bữa sáng là điều rất quan trọng. Tại giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017, ban tổ chức giải đặc biệt quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng nhằm giúp các vận động viên có một chế độ dinh dưỡng đầy đủ trước mỗi chặng đua. Thì cái giải này ban tổ chức đã bố trí chỗ ở tốt và đều có ăn sáng hết. Thì hầu như tất cả các vận viên nào cũng vậy, cũng ăn sáng buffet ở tại khách sạn như đã đủ chất để cho cái buổi sáng. Trên đường đua, tùy theo cự ly mỗi chặng thi đấu dài hay ngắn, đường trường hay leo đèo, thì các vận động viên sẽ có sự bổ sung thực phẩm riêng biệt. Tất cả những thực phẩm này đều có tác dụng tiêu hóa nhanh và chuyển hóa năng lượng cho các tay đua. Việt Nam mình xưa giờ chỉ có chuối là hết, hoặc là những cái bánh sô-cô-la, nhưng mà gần đây thì nước ngoài nhập về là rất là nhiều. Ví dụ là những cái thanh bồ ba hay những cái gheo, rồi những cái thương hiệu lớn nhập về. Và trên đó thì nước đường hoặc là những cái nước tăng lực đồ trên đường đua để mà đủ sức cho vận viên. Sau khi kết thúc các chặng đua, ngoài việc phải bù đắp lượng nước và khoáng chất cần thiết, thì những bữa ăn đầy đủ chất béo và tinh bột
là vô cùng quan trọng trong việc hồi phục thể lực, năng lượng để có thể sẵn sàng cho những chặng đua quan trọng tiếp theo. Với 14 chặng đua trải dọc theo chiều dài của đất nước, với sự cạnh tranh quyết liệt gay cấn cùng sự trải nghiệm thú vị trên mỗi cung đường, giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2007 đã tìm ra những cua rờ xuất sắc nhất cho các danh hiệu. Gala giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2007, lễ bế mạc và trao giải được truyền hình trực tiếp từ thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ 16 giờ ngày 17 tháng 9 trên VTV6. Như vậy là đoàn đua của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017 đã tới với thành phố Đà Lạt xinh đẹp và trong lành. Chỉ còn hai chặng đua nữa thì những danh hiệu áo vàng và áo xanh của giải đấu sẽ được xác định. Bây giờ, hành trình của chặng đấu thứ 13 cùng với bài hát chính thức của giải đấu Vòng Quay Lan Tỏa sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình này ngày mai. Gắn kết từ những ngày đầu tiên, bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng, chứng kiến bao niềm hạnh phúc vô bờ, không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hãy gọi 1-800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Cái vụ đó sao rồi? Chưa ông ơi, nén nóng miền Trung hén lòm cái chi cũng mềm ra hết. Biệt chỗ đi á, hén xì chỗ đó. Tôi thì hoàn cảnh hơn, cái rét miền Bắc khiến cái gì cũng co rút lại. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Đúng thật không? Ống nhựa PVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đạt chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại miền Trung. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đạt chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại bền trong. Ống nhựa Hoa Sen, những nguồn hạnh phúc. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Giải đua VTV Cúp Vinh Quang phát lướt đi nơi thủ đô, thanh thản đi qua Sư Thanh vào Nghệ An, Hà Tĩnh vẫy tay đón chào. Miên man qua bao cây số đất Quảng Bình, sông Hương trôi đến đất Quảng Nam, Quảng Ngãi Phú Yên vẫy chào. Từng cây số những chặng đua, từng hàng cây những giải đua VTV Cúp Vinh Quang xuất phát lướt đi nơi thủ đô, thanh thản đi qua Sư Thanh vào Nghệ An, Hà Tĩnh vẫy tay đón chào. Mênh mang qua bao cây số đất Quảng Bình, sông Hương trôi đến đất Quảng Nam, Quảng Ngãi Phú Yên vẫy chào. Từng cây số những chặng đua, từng hàng cây những khúc cua, cùng vươn lên giành áo vàng chiến thắng. Giải đua VTV Cúp Vinh lướt đi nơi thủ đô, thanh thản đi qua Sư Thanh vào Nghệ An, Hà Tĩnh vẫy tay đón chào. Mênh mang qua bao cây số đất Quảng Bình, sông Hương trôi đến đất Quảng Nam, Quảng Ngãi Phú Yên vẫy chào. Từng cây số những chặng đua, từng hàng cây giành áo vàng chiến thắng.